Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Xin mời ạ. Trình bày ca lâm sàng của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy. Bệnh nhân nữ 26 tuổi, địa chỉ ở Thanh Thủy, vào viện 14 giờ ngày 25 tháng 6 do đau bụng nôn, khó thở. Bệnh nhân tiền sử đái tháo đường tiếp 1, tăng huyết áp, chứng thần hư, đang duy trì insulin ngày 4 mũi. Bệnh sử thì bệnh nhân ở nhà trưa thì cùng ngày xuất hiện đầy bụng, trướng bụng, thường bị nôn nhiều kèm theo khó thở, thì gia đình đưa vào viện ạ. Lúc vào thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc kém hồng, phù mi mắt hai bên nhìn mờ, không sốt, buồn nôn, nôn khan nhiều, khó thở SpO2 90%, tim nhịp nhanh đều, bổ sung khí được, da ẩm hai bên, vùng mềm trướng hơi, dấu hiệu đau bằng đau âm tính, mất răng 11, mất răng 11, 12, 21, 22, chỉ huyết áp 101/60 ạ. Các cơ cần lâm sàng thì em đã để lên hệ thống ạ. Và em chẩn đoán bệnh nhân được điều trị test đường máu, chỉnh liều insulin 4 mũi hàng ngày, dây truyền dịch kháng sinh oxycodone 4 gram trên ngày, amikacin 15 mg trên kg trên 48 giờ, amolipin giảm tiết chống nôn. Chẩn đoán là đái tháo đường tiếp 1, đa biến chứng tăng huyết áp, thiếu máu, những khuẩn tiêu hóa, viêm phổi, suy thận với chứng thận hư. Em xin ý kiến hội chẩn của các khoa nội tiết dinh dưỡng ngoại tổng hợp của chẩn đoán như vậy đã hợp lý chưa, dùng kháng sinh như vậy đã hợp lý chưa và hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Tiếp theo tôi xin mời tiến sĩ Bình cho ý kiến về chẩn đoán hình ảnh ạ. Ở trường hợp này chúng ta có thể thấy là một bệnh nhân 26 tuổi có cái tình trạng tiểu đường tăng huyết áp, và chúng ta có thể thấy là bệnh nhân này với cái hình ảnh chụp và sơ bộ có biểu hiện của tim to, có biểu hiện của gan rất là to, đồng thời trên phổi thì có tràn dịch màng phổi, có mờ nhu mô phổi dạng kính mờ cũng như là đám tổn thương dạng đông đặc, chủ yếu tập trung thùy dưới và cái vùng thấp theo trọng lực, cái vùng cao tức là cái vùng phía bụng bệnh nhân thì nhu mô phổi còn khá là tốt. Tuy vậy ngỗ mờ tổ chức kẽ, tức là có biểu hiện của phù phổi. Ở trên đây là một trường hợp bệnh nhân chúng ta chụp không tiêm thuốc cản quang, thì về mặt sơ bộ thì chúng ta có thể đánh giá ở bệnh nhân này có nổi bật lên đấy là tình trạng suy tim dẫn đến là gan to cũng như là ảnh hưởng đến phổi và màng phổi như vậy. Xin hết ạ. Rồi, xin cảm ơn tiến sĩ Bình. Tiếp theo thì mời cô Hương ạ. Dạ, kính thưa thầy Hùng. Trước khi đi vào ca này thì em xin hỏi các bạn một chút là bệnh nhân này được chẩn đoán tiểu đường được bao lâu rồi? Em bảo cáo cô là bệnh nhân được chẩn đoán tiểu đường từ 2017 ạ. 2017 có nghĩa là bệnh nhân mới được chẩn đoán tiểu đường được khoảng 5 năm thôi. Thế các bạn có khai thác được cái tiền sử bệnh thận của bệnh nhân không? Có nghĩa là các bạn có cái hồ sơ theo dõi các diễn biến của từ lúc phát hiện suy thận hoặc phát hiện hội chứng thận hư, hoặc có khai thác kỹ được cái tiền sử bệnh thận của bệnh nhân không ạ? Em bảo của cô thì bệnh nhân vào viện thì bọn em vào viện với em được phù khoảng tháng 2 năm 2022 ạ, thì bọn em làm xét nghiệm thì chẩn đoán hội chứng thận hư có protein niệu 24 giờ 5,8 gram ạ. Bọn em chẩn đoán hội chứng thận hư vào từ tháng 2 năm nay ạ. Vâng ạ. Trên cái trường hợp bệnh nhân này thì em có ý kiến thứ nhất là bệnh nhân chẩn đoán đái tháo đường tuyếp 1 thì bệnh nhân 26 tuổi, tiểu đường tuyếp 1 thì mới được chẩn đoán có 5 năm mà bệnh nhân đã có rất là nhiều biến chứng mắt rồi. Các bạn cũng cho bệnh nhân đi khám mắt rồi đúng không ạ? Có biến chứng mắt rồi đúng không ạ? Có bệnh võng mạc đúng không ạ? Vâng, bệnh nhân khám ở bệnh viện tỉnh có chẩn đoán bệnh võng mạc mắt ạ. Thế thì bệnh nhân này trên nền bệnh nhân có tiểu đường tuyếp 1 5 năm
đã có biến chứng thận, hội chứng thận hư, đã có bệnh võng mạc thì vẫn nghĩ nhiều ở đây là bệnh thận do đái tháo đường. Tuy nhiên thì bệnh thận thì mới được phát hiện khoảng 3 tháng nay thôi mà cũng diễn biến cũng diễn biến hai đợt và đáp ứng điều trị cũng kém. Vậy thì cũng xin ý kiến cô Huyền thêm xem là có cần phải làm các cái xét nghiệm khác để sàng lọc xem là có thận hư nguyên phát hay không. Thế còn ở trên bệnh nhân này thì các bạn thứ nhất là đã kiểm soát đường máu bằng insulin 4 mũi. Thứ hai là các bạn kiểm soát huyết áp bằng amlodipine, ít ảnh hưởng đến chức năng thận. Thế còn các bạn cần làm thêm các xét nghiệm mỡ máu để điều trị phối hợp. Các bạn cũng phải kiểm soát thêm xem các cái trong này thì cũng không thấy các bạn đề cập đến cái điều trị về theo dõi lượng dịch vào da rồi điều trị lợi tiểu để điều trị tình trạng phù, tình trạng thừa dịch của bệnh nhân. Và ở đây thì các bạn có cái dùng cái thuốc kháng sinh là amikacin. Thuốc amikacin thì chúng ta đã biết nó là amylosis và sẽ độc hơn với thận. Bệnh nhân này thì đang có cái suy thận, có hội chứng thận hư thì các bạn nên thay kháng sinh khác. Và trong chẩn đoán của các bạn thì các bạn có chẩn đoán là viêm phổi. Vậy kháng sinh ở đây thì kháng sinh sẽ ưu tiên với các cái tình trạng viêm phổi hơn. Các bạn có thể dùng nhóm kháng sinh nhóm Cefa3 chọn lọc với phổi, ví dụ như là Rocephin, ít phải chỉnh liều bệnh nhân suy thận hơn. Hoặc là các bạn dùng nhóm Ceftazidim ưu tiên với phổi thì các bạn sẽ phải chỉnh liều theo mức lọc cầu thận. Và em cũng xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Hương. Tiếp theo tôi xin mời bác sĩ Huyền về chuyên khoa về tiết niệu, thận tiết niệu cho ý kiến ạ. Vâng, kính thưa thầy Hùng, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Ở đây chúng ta có một cái bệnh nhân nữ 26 tuổi mà tiền sử như theo như các bạn nói là đái tháo đường tiếp 1 5 năm và suy thận thì mới phát thận hư thì phát hiện hồi tháng 2. Tức là đến nay là được khoảng 5 tháng và hiện tại thì đang có một cái tình trạng là vào viện là vì nôn nhiều và có suy thận. Thì xét nghiệm là creatinine là 240, sau đó thì xuống là 176. Và hiện tại thì protein albumin của bệnh nhân này bình thường và xét nghiệm nước tiểu có protein niệu và hồng cầu niệu. Trên xét nghiệm của bệnh nhân này có một vấn đề, đấy là bệnh nhân có một cái thiếu máu. HB có 69 gram, sau đấy chắc là các bạn được bệnh nhân được truyền máu nên là lên 106 xong lại xuống 81. Thì trên bệnh nhân này thì có mấy vấn đề. Thứ nhất là ngoài vấn đề về tiểu đường thì về vấn đề mình sẽ phải tìm xem các cái nguyên nhân thiếu máu của bệnh nhân này. Bệnh nhân này có đầy bụng nôn và có cái thiếu máu thì các bạn đầu tiên các bạn là đơn giản nhất là các bạn thăm trực tràng xem phân có màu gì. Thứ hai là các cái xét nghiệm về sắt. Về vấn đề về thận thì là hiện chúng tôi dĩ nhiên trong trên bệnh nhân này thì nghĩ nhiều đến là bệnh thận do đái đường. Tuy nhiên thì ngoài các cái, thì nghĩ nhiều đến bệnh thận do đái đường nhiều hơn thì ngoài việc kiểm soát insulin thì trong trường và bệnh nhân này có thêm một thứ nữa đó là nhịp tim nhanh rồi gan to rồi tràn dịch màng phổi hai bên, tức là có thể đi kèm suy tim. Thì các bạn cần phải theo dõi số lượng nước tiểu của bệnh nhân xem là tiểu hiện tại là tiểu bệnh nhân một ngày được bao nhiêu. Và có thể giai đoạn đầu thì các bạn nghĩ là suy thận này là do nôn nên các bạn truyền dịch, nhưng mà bệnh nhân hiện tại phù lại tăng lên và phù cả mi mắt, phù hai chân thì các bạn sẽ phải cân nhắc thêm lợi tiểu. Thế hiện tại bệnh nhân là tiểu là bao nhiêu rồi ạ? Một ngày tiểu là bao nhiêu, các bạn có theo dõi không ạ? Vâng, cái này thì các bạn nên, vâng, bởi vì là hiện tại trên phim thì có hình ảnh phù phổi, có suy tim, vậy có cả suy thận như thế này thì giai đoạn đầu các bạn truyền dịch thì chúng tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên đến giai đoạn sau các bạn nên thêm lợi tiểu thì các bạn có thể là khởi đầu khoảng 1 viên đến 1 viên hoặc 2 viên. Tuy nhiên duy trì mục tiêu là duy trì nước tiểu khoảng 1 lít rưỡi, sau đó thì các bạn nên kiểm tra chức năng thận sau khoảng 2 đến 3 ngày. Ngoài ra bệnh nhân này có, các bạn cũng nên siêu âm thêm mạch thận, mạch thận xem có vấn đề gì không. Sau khi đã loại trừ các cái nguyên nhân thiếu máu do về đường tiêu hóa, về thiếu sắt các thứ thì các bạn nên có thể phải kiểm tra xem là bệnh nhân xem có nghĩ đến lupus hay không, bởi vì trên nền một cái bệnh nhân nữ trẻ tuổi mà có thiếu máu, có suy thận, có cái tổn suy thận khá là sớm và nhanh như này thì vẫn phải loại trừ một cái bệnh nữa là lupus thì có thể làm kháng thể kháng nhân, kháng thể dsDNA. Tiếp theo một vấn đề nữa, bệnh nhân này thì huyết áp hiện tại thì các bạn đang dùng thuốc amlo, thế thì mức lọc cầu và cái suy thận này đang để cái mức lọc cầu thận là 38. Thì khi mà cái tình trạng là suy thận nó cải thiện hơn, tức là cái creatinine nó giảm xuống thì các bạn có thể cân nhắc dùng cái nhóm ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể để vừa kiểm soát huyết áp và vừa kiểm soát cái tổn thương thận do đái đường. Tuy nhiên có một vấn đề là sau khi các bạn điều trị khoảng 5 ngày 1 tuần các bạn nên kiểm tra lại chức năng thận. Trong trường hợp creatinine tăng quá 30% thì nếu tăng quá 30% thì cái thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể sẽ nên hạn chế.
Vâng, về thận thì còn một vấn đề nữa thì trên bệnh nhân này, tức là bệnh nhân này thì có đái đường này, có thận hư, có suy thận, tăng huyết áp. Có một vấn đề nữa là cái natri máu của bệnh nhân này rất là thấp, 123/96 và vào đầy trứng bụng nôn nhiều. Thì các bạn nên tầm soát một thứ nữa theo tôi đấy là về hormone tuyến thượng thận. Cortisone ACTH thì nhiều trường hợp bệnh nhân có thể dùng thuốc nam, thuốc bắc có thể khởi phát một cái tình trạng suy tuyến thượng thận, có thể gây buồn nôn. Thì tôi nghĩ các bạn nên cần làm thêm cái này nữa. Em xin hết ý kiến. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Huyền. Tiếp theo tôi xin mời bác sĩ Hưng cho ý kiến về nội tiêu hóa. Kính thưa thầy Hùng, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, các cái tình trạng bệnh nhân thì bác sĩ Huyền, bác sĩ Hương đã nói hết rồi. Còn ở đây các bạn ấy chuẩn đoán nhiễm khuẩn tiêu hóa thì thực ra là tôi không thấy có cái dữ liệu nào để chuẩn đoán là bệnh nhân nhiễm khuẩn tiêu hóa cho bệnh nhân này. Ngoài bệnh nhân vào viện chỉ có đầy bụng, trướng hơi với nôn thôi. Siêu âm bụng thì hoàn toàn bình thường, không có dày thành ruột, không có gì cả. Các bạn khám bụng thì bụng cũng mềm thôi. Cái thứ hai, cái lo sợ nhất là bệnh nhân nôn mà lại thiếu máu nữa. Thì đầu tiên là các bạn phải xác định xem bệnh nhân có suất tiêu hóa hay không, là các bạn phải đi tìm nguyên nhân. Chứ mình không nghĩ đến cái nhiễm khuẩn tiêu hóa vội. Và tất nhiên là trên cái bệnh nhân này là có cái tình trạng khó thở, có khả năng là phù phổi. Thì các bạn nên điều trị cho tốt cái tình trạng về hô hấp và suy tim của bệnh nhân. Sau khi cái tình trạng ổn thì các bạn nên sắp xếp cho bệnh nhân nên đi soi dạ dày xem có vấn đề gì về đường tiêu hóa, xem có chảy máu hay có loét gì trên nền cái, hoặc là có hẹp về cái đường ruột hay không ạ. Xin báo cáo hết ạ. Đó, xin cảm ơn bác sĩ Hưng. Tiếp theo thì xin mời bác sĩ Phượng cho ý kiến về dinh dưỡng ạ. Dạ vâng, kính thưa thầy Hùng và các anh chị quý đồng nghiệp ạ. Đây là bệnh nhân nữ rất là trẻ, 26 tuổi mà đái tháo đường mới phát hiện 5 năm nhưng mà các cái biến chứng thì rất là nhiều, cả huyết áp rồi biến chứng về thận khá là nhiều. Như vậy thì em cũng đặt câu hỏi là vậy thì cách kiểm soát đường máu của bệnh nhân hàng ngày như thế nào? Hiện tại các dữ liệu đây thì cũng chưa rõ ràng rằng là cái đường máu mô mạch của bệnh nhân theo dõi hàng ngày như thế nào. Nên là mình cũng không nắm được. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái khả năng kiểm soát của bệnh nhân cũng chưa thực sự tốt. Do đó chúng ta nên giáo dục và điều chỉnh liều cho bệnh nhân này. Thứ nhất là chúng ta sẽ lên hướng dẫn bệnh nhân lập một cái bảng theo dõi. Theo dõi đầu tiên đó là về cái khẩu phần ăn hàng ngày của bệnh nhân. Với bệnh nhân đái tháo đường type 1 ấy, thì chúng ta nên cố để tính toán cái năng lượng cho bệnh nhân phù hợp với cân nặng của bệnh nhân và tính toán cái lượng carbon hydrate ăn hàng ngày của bệnh nhân. Sau đó chúng ta sẽ thử liều insulin và theo dõi cái đường máu của bệnh nhân hàng ngày để xem có đạt trong cái mục tiêu cho phép hay không, để chúng ta điều chỉnh liều tiếp để xem bệnh nhân này có kiểm soát được đường máu tốt hay không ạ. Thì cái đối với bệnh nhân đái tháo đường thì việc đầu tiên chúng ta đó là duy trì một cái chế độ ăn tương đối ổn định hàng ngày về cái số lượng, đặc biệt là carbon hydrate, để đảm bảo không bị dao động đường máu quá nhiều, tức là tăng lên nhiều sau khi ăn hoặc là tụt sâu khi sau bữa ăn. Như vậy thì cái số 1 đó là cái lượng carbon phải ổn định. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ lựa chọn các cái thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp cho bệnh nhân. Thứ ba là chúng ta sẽ đối với bệnh nhân này có biến chứng thận rồi, chúng ta sẽ chú ý về cái lượng protein đưa vào, sẽ tính cho với bệnh nhân này sẽ là 0,8 gram trên kg cân nặng trên một ngày. Hiện tại thì dữ liệu cân nặng của bệnh nhân ở đây các anh chị cũng chưa cung cấp ạ. Thì các anh chị có thể tính toán giúp mình sẽ lấy là khoảng 0,8 gram trên cân nặng một ngày về lượng khuyến cáo protein để tính toán cái khẩu phần ăn cho bệnh nhân ạ. Và để kiểm soát được cái đường máu tốt hơn thì ngoài việc kiểm soát các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và cái lượng carb phù hợp với cái liều insulin cũng như là nhu cầu của bệnh nhân, thì chúng ta cũng sẽ hướng dẫn bệnh nhân một cái chế độ ăn đảm bảo giàu chất xơ cũng như là kiểm soát cái lượng dịch và muối ạ. Vì hiện tại bệnh nhân này thì có cái tăng huyết áp, có cái tình trạng suy thận và cái tình trạng phù nữa, do đó chúng ta cũng phải theo dõi cái lượng nước tiểu 24 giờ để tính toán lượng dịch vào của bệnh nhân và kiểm soát cái lượng muối của bệnh nhân khoảng 5 gram một ngày ạ. Em xin hết ạ. Được. Cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phượng. Các bạn ở bệnh viện có trung tâm huyện Thanh Thủy có ý kiến gì đúng không ạ? Có câu hỏi nào nữa không? Thế em xin hỏi một câu hỏi nữa. Bệnh nhân vào với bọn em cũng nhiều lần vì vấn đề nôn và nôn khan, thì em có tìm hiểu về vấn đề biến chứng của tiểu đường, có cái biến chứng về thần kinh tự động ấy ạ. Nếu trường hợp này có nghĩ đến không ạ? Và có đây nếu mà nghĩ đến thì có liệu phương pháp nào mà mình hạn chế được cái biến chứng đấy không ạ? Vâng, xin mời cô Hương. Câu hỏi này thì tương đối là khó. Biến chứng thần kinh tự động của bệnh nhân tiểu đường ấy thì trước khi mà chẩn đoán biến chứng thần kinh tự động thì các bạn sẽ phải loại trừ tất cả các nguyên nhân khác. Ví dụ ở bệnh nhân này là tình trạng thừa dịch, rồi là tình trạng gan to nó cũng kích thích gây nôn, buồn nôn. Thứ hai là các bạn sẽ phải loại trừ xem những bệnh lý về dạ dày,
xem có hay không. Sau đấy thì mới hướng tới, sau khi loại trừ tất cả các nguyên nhân gây nôn buồn nôn khác thì lúc đấy các bạn mới hướng tới là biến chứng thần kinh tự động của đái tháo đường. Và về điều trị biến chứng thần kinh tự động của đái tháo đường thì mục tiêu đầu tiên vẫn là phải kiểm soát thật tốt đường máu và các cái yếu tố nguy cơ khác, ví dụ mỡ máu, ví dụ bệnh nhân này huyết áp rồi biến chứng thận. Về thuốc điều trị thì cho đến bây giờ cũng thực sự là chưa có cái thuốc nào thực sự là đặc hiệu với biến chứng thần kinh tự động của dạ dày. Xin ý kiến, em xin ý kiến thầy Hưng thêm xem, không biết là thầy Hưng có kinh nghiệm gì về những cái trường hợp mà biến chứng thần kinh tự động về dạ dày của tiểu đường. Biến chứng thần kinh tự động của tiểu đường thì cũng có nhiều, nhưng mà phải khẳng định là bệnh nhân này các bạn không thể khẳng định, không thể chuẩn đoán bệnh nhân là biến chứng thần kinh tự động được. Vì thứ nhất là bệnh nhân suy tim, cái thứ hai người ta khó thở, cái thứ ba là người ta bị thiếu máu. Tất cả những cái nguyên nhân đấy các bạn phải tìm ra nguyên nhân trước đã, xong các bạn mới khẳng định. Thì vì cái biến chứng thần kinh tự động nó là lành tính, nó không phải can thiệp gì cả. Thông thường thì người ta nếu các với các bệnh nhân khác, không phải với bệnh nhân này, thì nếu bệnh nhân biến chứng thần kinh tự động nhiều, người ta đầy bụng trướng hơi buồn nôn, thì các nghiên cứu người ta thấy có thể cho bệnh nhân sử dụng erythromycin. Thì nó cũng là một trong các thuốc mà nó giảm tiêu cái dạ dày rất là nhanh và nó giảm đầy bụng cho bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn ạ. Tiếp theo thì